Em xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh mua xe giá tốt của em Lâm. Em xin chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và lái xe an toàn. Anh chị xem video nếu thấy hữu ích thì vui lòng bớt chút thời gian nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em Lâm. Và hôm nay là ngày 27 tháng 12, vậy là chỉ còn 3 hôm nữa là kết thúc năm 2022. Anh chị nào cần lấy xe đi Tết với giá tốt nhất thị trường thì vui lòng alo giúp em theo số hotline là 0941 539 666. Và trước mắt quý anh chị là dòng xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8V đang có giá niêm yết là 765 triệu. Bên em thì hiện còn 10 xe đủ các màu để giao ngay và với mức giảm giá là lên tới 45 triệu đồng tiền mặt. Và tính nhanh những mức phí lăn bánh, chiếc xe này ở Hà Nội là 835 triệu. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 819 triệu, ở các tỉnh áp 12% thuế là 816 triệu và các tỉnh thành khác sẽ là 800 triệu. Đối với các bác mua xe trả góp thì ở Hà Nội là 267 triệu, thành phố Hồ Chí Minh là 250 triệu, ở các tỉnh áp 12% thuế là 248 triệu và các tỉnh thành khác sẽ là 232 triệu. Tiếp đến là phiên bản thấp hơn, phiên bản 1.8G, bản này thì có mức giá niêm yết là 719 triệu. Với mức giá này thì sẽ không được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. La răng thì được trang bị với kích thước nhỏ hơn. Bản này bên em đang giảm giá cho các bác là 45 triệu đồng tiền mặt. Và để lăn bánh chiếc xe Altis 1.8G này ở Hà Nội là 783 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh là 769 triệu, ở các tỉnh áp 12% thuế là 765 triệu, các tỉnh thành khác sẽ là 750 triệu. Khi các bác mua xe trả góp thì cần chuẩn bị tối thiểu giúp em ở Hà Nội là 252 triệu, thành phố Hồ Chí Minh là 236 triệu, ở các tỉnh áp 12% thuế là 232 triệu và các tỉnh thành khác sẽ là 218 triệu. Và cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất, sử dụng động cơ hybrid cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và em Lâm đang có hai chiếc màu đen giao ngay với giá bán thực tế cho các bác là 820 triệu. Các bác đăng ký ở Hà Nội là 946 triệu. Các bác trả góp từ 298 triệu. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 929 và trả góp từ 281 triệu. Ở các tỉnh áp 12% thuế là 927 triệu và trả góp từ 280 triệu. Còn các tỉnh thành khác sẽ là 910 triệu và trả góp từ 263 triệu. Mức phí trên thì đã bao gồm tất cả các khoản phí cứng để các bác tự đi đăng ký. Còn nếu các bác nhờ dịch vụ đăng ký đăng kiểm trọn gói với em Lâm thì sẽ phát sinh thêm chi phí các bác nhé. Và nếu các bác cần em hỗ trợ báo giá và tư vấn chi tiết hơn thì các bác vui lòng alo trực tiếp cho em Lâm hoặc nhắn tin Zalo cho em Lâm theo số hotline ở góc trái màn hình. Và các bác cũng đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em Lâm. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video sau.